tới lớp bánh bèo. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và đừng quên subscribe channel của tớ nhé. Hôm nay thì sẽ là một video đầu tiên khởi động cho một series mà tớ đã ấp ủ khá là lâu. Đó có tên là One Brand Makeup. Tức là trong một cái makeup look tớ sẽ sử dụng toàn bộ các sản phẩm chủ đạo đến từ một thương hiệu. Nhưng điều này sẽ giúp cho các bạn có một cái sự so sánh cũng như là nhìn nhận được nhiều sản phẩm của cùng một thương hiệu, từ đó có những cái lựa chọn phù hợp hơn. Và để khởi động cho series này thì ngày hôm nay tớ sẽ tiến hành trang điểm cùng với một thương hiệu đến từ Hàn Quốc khá là mới mẻ, có tên là Enroen. Enroen là một cái thương hiệu nội địa của Hàn Quốc, họ chưa có phổ biến nhiều như là Etude hay là Tony Moly. Và một điều thu hút đầu tiên của mình đối với các sản phẩm của họ đó chính là thiết kế bao bì cực kỳ nổi bật và ấn tượng. Các bạn có thể nhìn thấy đây, hai loại cushion to đùng gần vào mặt mình luôn, và thiết kế màu vàng màu đỏ cũng rất là nổi bật nữa. Ngoài ra thì họ còn có cả cushion cho má này, phấn nền dạng pack và kem lót, cho nên là mình đã rất là tò mò và muốn thử ngay. Thế cho nên chúng ta cùng bắt đầu video này để tạo ra makeup look ngày hôm nay nhá. Đây là mặt màu của mình sau khi dưỡng da, và các bạn hãy luôn luôn nhớ rằng trước bước makeup và sau bước dưỡng da luôn luôn là vị trí cho lớp chống nắng. Và ở đây thì mình sẽ dùng đến em chống nắng dạng cushion này của Enroen. Thực ra chống nắng dạng cushion không còn là một cái dạng thức mới nữa, tuy nhiên nó cũng chưa được phổ biến cho lắm. Và cho đến khi mà mình gặp được em Enroen này thì mình mới thấy là nó thực sự rất đặc biệt. Các bạn có thể nhìn thấy cái hộp cushion của nó to đùng bằng mặt mình luôn. Và cái việc mà dạng thức chống nắng chuyển sang dạng cushion này nó sẽ mang lại tiện lợi rất là lớn cho các bạn. Và các bạn sẽ chỉ cần ấn cái bông mút vào, sau đó dặm lại lên da, chứ không cần phải bơm ra tay xong rồi xoa vỗ các kiểu. Mình thấy là cái lớp cushion này của em Enroen nó khá là mềm và không bị cái màu trắng bệch đặc trưng của kem chống nắng vật lý. Thông thường thì mình cũng rất là thích các cái loại kem chống nắng vật lý bởi vì khả năng nâng tông da của nó giúp mình có một cái làn da sáng sủa hơn ấy. Khi make up thì nó cũng sẽ lên tông hơn một chút. Đó, các bạn có thể thấy đây là bên da của mình đã dùng kem chống nắng của Enroen, và bên da này là da chưa có dùng. Các bạn thấy nó sáng sủa hơn rất là nhiều đúng không ạ? Thêm nữa là cái kết cấu chống nắng của Enroen nó rất là mỏng và nhẹ, thế cho nên là mình không hề có cảm giác là bị dày, bị nặng. Bởi vì sau đây đến bước trang điểm thì mình sẽ còn rất là nhiều lớp lót, lớp nền. Ngoài ra thì cái việc mà mình dùng cái mút cushion để dặm như này này, nó cũng không đủ để kem chống nắng phát huy tác dụng. Tuy nhiên là mình lại nghĩ rằng đây là một cái bước đệm, bước thêm, bước touch up rất là hiệu quả. Các bạn đừng bao giờ quên chống nắng cho vùng cổ nha. Cái vùng cổ nó vùng rất là gần da mặt, thế cho nên là nó sẽ có một sự chênh lệch đáng kể nếu như chúng ta không chăm sóc nó kỹ tương đương như là da mặt. Như vậy là mình đã hoàn thành xong bước chống nắng với cushion chống nắng của Enroen này. Bây giờ tiếp theo là đến lớp base. Thì mình ở đây có tận hai cái sản phẩm base của Enroen. Một là sản phẩm dạng kem ở trong vũ, và thứ hai là một dạng pack. Thì chính vì có hai cái sản phẩm này cho nên là để phân phối nó có thể dùng được tất cả, thì mình sẽ dùng cái sản phẩm dạng pack này cho phần cổ, dùng cái sản phẩm dạng kem này cho phần mặt để có thể đánh giá tương quan nó nhé. Đầu tiên là em base dạng pack này thì cũng cùng với thiết kế giống như là em kem chống nắng lúc nãy, nó đều có một kích thước rất là lớn. Và em dạng pack này thì có một cái design nó khá là đẹp, nó khá là sao nhỉ, huyền bí à, kiểu người lớn hơn. Các bạn có thể thấy cái kết cấu ở bên trong của nó hoàn toàn đặc, và cái phần lớp phấn trắng này khi mà chúng ta miết tay vào thì chúng ta sẽ thấy có một cái phần màu nền nó cũng lộ ra nữa. Nên mình cũng khá là tò mò với cái kết cấu này, không biết là khi lên da nó có mỏng nhẹ thực sự không hay là nó lại dày bí. Không hề ở đâu các bạn ạ, khi mà lên da thì nó hoàn toàn rất là mỏng và dễ tán luôn á. Mình thấy nó ăn luôn vào da, không có bị dày một chút nào đâu. Tuy nhiên là cái màu này mình thấy nó không có để các cái set màu
và thực tình là mình thấy nó cũng hơi sáng hơn so với phần da và cổ của mình. Các bạn cũng lưu ý khi sử dụng em này nha, bạn nào da sáng một tí thì hãy chọn em này cho da mặt. Mình nghĩ là em này sẽ thích hợp với bạn nào da dầu hơn á, bởi vì là những cái phần nếp nhăn mình thấy nó hơi đậm đậm và dưới đây là mình phải dán kỹ hơn một chút. Sản phẩm base tiếp theo mà mình dùng cho mặt thì sẽ là em Dual Base. Gọi là em này có tên đầy đủ là Enroen Camera Ready Tone-up Moisturizing, tức là còn hơn cả chức năng của một loại kem lót trang điểm. Nó sẽ cho chúng ta cái khả năng dưỡng ẩm đồng thời nâng tông da cùng một lúc. Em này rất là thú vị ở một chỗ là nó có hai cái vòi, một vòi dẫn đến cái phần base dạng highlight nhũ trắng và một cái vòi dẫn đến phần tone up màu hồng cũng hơi nhũ nhẹ một chút. Thì khi mà dùng ấy, nếu mà bạn muốn tận hưởng được hai cái hiệu ứng này cùng lúc thì bạn ấn cả hai cái vòi này, còn nếu mà chỉ muốn cái tông hồng thôi, tone up thôi thì bạn ấn vào nút bên trái, nếu mà chỉ muốn dưỡng ẩm không màu thì các bạn ấn vào nút bên phải. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ thử cả hai ra tay. Đấy, các bạn có thể thấy nó ra hai phần kem tách biệt nhau luôn, và khi mà dùng thì các bạn sẽ phải tan đều nó vào nhau. Cái chất kem thì cũng không quá đậm đâu ạ, và mùi thơm đặc trưng của mỹ phẩm Hàn Quốc, cho nên là mình cũng đang khá là tò mò không biết em này có khiến da bị bóng hay không, bởi vì nó có một phần kem dưỡng ẩm mà. Mình thấy nó mềm và dễ tán và khá là glow ngay khi mình mới chỉ có thoa nhẹ lên da thôi ạ. Các bạn nhớ tán đều nha, bởi vì cái kem này nó nâng tông da, cho nên là dù sao nó cũng khiến cho nó da mình sáng hơn so với da thật á. Và như mình thấy thì có vẻ như là mình lấy 2 pump là hơi bị nhiều. Các bạn sẽ chỉ cần 1 pump cho toàn bộ mặt thôi, bởi vì 1 pump thì nó sẽ ra tận 2 phần kem liền. Thế cho nên khi mix vào nhau là nó đủ cho cả toàn bộ khuôn mặt của bạn rồi, trừ khi khuôn mặt của bạn to gấp đôi khuôn mặt của mình. Sau khi kem đã được tán đều ở trên da thì mình nó thấy nó cũng tương đối ráo, nó không bị thành vệt mà nó cũng không bị bóng loáng lên đâu. Đây, các bạn đã thấy là da của mình đã trắng trẻo hơn rất là nhiều so với ban đầu rồi đúng không, và so với cả phần cổ nữa. Lần này Enroen rất là ưu ái, họ đã gửi cho mình toàn bộ các cái sản phẩm nền của họ, và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục thử em cushion mới này nha. Em cushion mới này thì có package cũng tương tự như là hai em cushion kia, nhưng nó có thiết kế hình đôi môi màu đỏ rất là ấn tượng. Ngoài ra thì bên trong cái phần bông mút ấy, các bạn cũng có thể thấy là nó có những cái chấm bi li ti trông rất là xinh, rất là hợp với cái tên Big Pam Pam Dot Cushion đúng không ạ? Thì không biết là hiệu quả của em cushion này đến đâu, thì không hiểu sao là sáng nay mình ngủ dậy bỗng nhiên thấy có hai cái nốt mẩn đỏ như kiểu mũi đốt ở trên da này. Nhưng mà cũng tốt thôi, để mình test thêm khả năng che phủ của em này nhá. Ui, lớp nền gần như là trong suốt á, không có nhìn thấy đâu, tức là không giống như là bạn đang đánh nền đâu ạ. Các bạn có thể thấy khi mà các bạn chấm mạnh vào cái phần mousse cushion ấy, thì khi chấm lên da nó vẫn có hai cái phần màu trắng của những cái chấm bi màu trắng và màu nền. Mình thấy nó tiệp vào da một cách rất dễ dàng, độ che phủ cũng rất là khá. Đây, các bạn có thể nhìn thấy gần như là 80% các cái khuyết điểm và các cái vùng da đều không đều màu ở trên mặt mình đã được cân bằng lại, che bớt đi. Mình sẽ xem thử cái vết đỏ đỏ này ở trên da sẽ ra sao nhá. Nó có thể che phủ được tương đối, không hoàn toàn nhưng mà che phủ tương đối. Các bạn cũng có thể nhìn thấy những cái phần vết thâm ở dưới cằm của mình nó hơi mờ mờ. Cái finish của em này lên da khá là ráo các bạn ạ, và mình sẽ recommend bạn này cho bạn nào da hỗn hợp, da thường và da hơi dầu nhẹ một chút nha. Tại vì hôm nay mới là first impression cho nên là mình không thể test được cái khả năng bám vào kiềm dầu của nó. Nếu mà có bạn nào cũng da dầu mà đã dùng và thấy hiệu quả thì hãy recommend cho các bạn da dầu khác nha. Em Big Pam Pam Dot Cushion này cũng có các cái tông màu giống như cushion bình thường, và màu của mình dùng đây là màu 21 Light Be, nhưng mà mình thấy màu Light Be cũng tương đối sáng rồi đó, cho nên là nếu mà bạn nào mà da trung bình thì chỉ nên chọn màu 23 trở xuống thôi. Như vậy là mình đã hoàn thành xong lớp nền cùng với cushion Big Pam Pam Dot
của Andrew thì như các bạn có thể thấy là cái nốt finish hoàn toàn lì, mình không hề thấy là nó bóng ở đâu hết á, và chắc chắn là mình sẽ không cần phủ phấn rồi. Độ che phủ cũng rất là khá, mình cảm thấy như là da mình nó mịn màng hơn rất là nhiều, và toàn bộ tất cả các phần màu da không đều, nó đều đã được chỉnh lại. Chỉ riêng có những cái vùng da đậm hơn hẳn, ví dụ như vết thâm, thì nó chỉ có che phủ được tương đối thôi, thì mình nghĩ đối với một loại cushion như thế này cũng là rất là ok rồi. Các bạn nào mà không thích cushion bóng ấy, thì có thể cân nhắc em này nha, vì nó không có bóng chút nào hết ạ. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục đến các cái bước trang điểm tiếp theo. Các bạn hãy chờ nha, vẫn còn một sản phẩm nữa của Aeroe nữa. Lát nữa mình sẽ dùng thử cho các bạn xem, đó là một loại cushion dành cho má. Sau rất nhiều trào lưu lông mày đi qua thì mình nhận ra rằng việc vẽ lông mày theo đúng cái khung xương chân mày cũng như là cái đường lông mày nguyên thủy ban đầu của bạn ấy sẽ luôn là hài hòa và đẹp nhất so với khuôn mặt của từng người. Một tip để đánh sống mũi một cách tự nhiên mà vẫn đạt được hiệu quả, đó là các bạn đừng có đánh kẻ thẳng tưng hai vạch này, mà hãy tan cho nó hơi rộng, hơi nhòe ra một chút và xa xa cái góc mũi này, tức là sống mũi mà càng hẹp thì nó sẽ càng giả. Sau khi kẻ lông mày xong thì chúng ta sẽ đánh mắt và má. Thì ở đây mình còn một sản phẩm nữa của Android, đó chính là một em cushion dành cho má rất là xinh xắn. Thực ra thì khi mở em này ra thì mình thấy cái phần bông mút nó có vẻ giống như là cushion hơn là cushion, và màu này mà mình dùng ở đây hôm nay là màu số 2 Coral nha. Thì cái phần tension này nó cũng mềm và dễ lấy lắm, nhưng mà nó không bị over quá nên các bạn cũng không sợ là nó sẽ bị lố thành hai quả đào ở hai bên má. Nào, mình sẽ apply thử cho các bạn xem. Đó, màu lên rất nhẹ luôn. Mình rất là thích cái tông coral này bởi vì là nó sẽ phù hợp với các bạn trong bất cứ thời điểm nào hay là dịp nào. Bạn đánh mùa hè thì trông nó cũng nhẹ nhàng, nó không bị nóng bức quá, và đánh mùa đông thì vẫn đủ để tạo ra cái vẻ ấm áp ở trên da. Tận dụng thêm cái phần cushion này thì mình sẽ dùng nó luôn cho vòng bầu mắt nha. Ok, như vậy là chúng ta đã có xong combo mắt và má nè. Bây giờ thì mình sẽ chút một chút mascara để cho mắt trông được sâu hơn. Bạn có thể phẩy thêm một chút tạo hố nếu như cần. Cuối cùng thì để hoàn thành make up look ngày hôm nay, mình sẽ chọn một màu tone cũng là màu cam san hô, và màu mình chọn ở đây là màu Eternal Coral của Cleo.